Cái này giờ chú vườn của nhà bà Quy à? Bây giờ có nhiêu tiền lắm không em? Nó phải ngoài tỷ. Cũng ngoài 1 tỷ rồi. Chú chia sẻ là ngoài 1 tỷ. À. Đâu để cho anh em ngắm cái đồ tiền tỷ nhé. Xem nó có xứng đáng tiền tỷ không, nó có đẹp không? Chú chia sẻ là nhờ nghệ nhân anh Thành Đá anh làm đá cái này. À, cái này là anh Thành Đá làm đá. Vâng. Cái đó thực sự đá đẹp đấy nhỉ, tạo đá vách. Cái này nó là cây chủ vườn nhà mình nhỉ, bác Quy nhỉ? Cái này cây chủ vườn nè. Không, cái chảo cây này cây chủ vườn. Trấn vườn chưa? Cây nào chú cũng yêu. Cây nào cũng được, cây nào cũng sẵn sàng phải không? Cây nào mình thích. Vâng, xin giới thiệu với các bạn, đây là bác Quy ở Đại Đồng Thạch Thất đấy. Vâng. Xin chào tất cả anh em nhá. Dạ vâng. Cả anh em chơi cây chơi cả nước. Bác có thể giới thiệu số điện thoại để anh em có thể tiện liên hệ không? Mình số điện thoại của mình là 0915 970 999. Dạ vâng. Hôm nay đi tham quan vào vườn nhà bác lần đầu tiên được tham quan cái vườn này mà thấy cái số lượng cây rất nhiều và cái chất lượng rất là đẹp. Nhiều khi anh em cứ hỏi thăm số điện thoại thì hôm nay may quá bác ở đây thì ở nhà vừa giao lưu với anh em luôn, vừa đọc luôn số điện thoại, quý vị có thể tiện liên hệ. Ở đây các bạn cảm giác như là cái tưới cái nước nó bị rêu nhỉ? Đúng không em? Rêu đen. Cái này là nhà mình là tưới nước giếng hay nước máy đấy bác? Nước máy á, nhưng tại sao nó đen nhỉ? Tưởng nước máy nó có cái clo là sẽ đây này, đấy như cái chỗ này mà nó sạch này, nó sẽ rất đẹp đúng không? Vâng. Nó phe vào đá này. Vàng ươm cho đây. Nó nhè đá nó nhìn rất đẹp. Nhưng giờ tự dưng có cái màu đen rồi, nó bị hạn chế. Từ nước máy đấy, nhưng mà nước máy tùy vùng. Có những cái vùng từ nước máy nó đẹp lắm. Đây nhìn cái chỗ này thì phê lắm đấy các bạn này. Đấy. Điểm nhấn, điểm mạnh của cái cây này. Và có một cái đường dễ chạy cũng phê. Do buổi tối ánh sáng nó cũng bị nhiều cái hạn chế quý vị ạ, đang bật các hệ thống đèn lại chiếu sáng lên, thầy chỉ quay bằng hệ thống đèn thôi. À cái này là giao lưu với Mạnh Cám rồi gì? À vừa mới giao lưu ạ, bác giao lưu lâu chưa? Mới. À thế á? Cái này thì nó lại được cái kết hợp với đá nhỉ, nó ăn nhập với đá đấy. Đẹp đấy. Cái này đặt tên là mộc thạch tương sinh được đấy nhỉ, nghe rất hay hòa hợp lý, cây và đá nó bắt nhập với nhau này. Cứ bảo là chậu to nhưng mà thực ra thì nó vẫn cân xứng. To gì? Còn chậu này nó vừa vừa cả theo với cây đấy, cái xương này. Cái này sau là bóng tán nó ra là vừa. Còn nó bóng tán đấy thì mình đặt trước là trồng sang cái này. Cái này đấy. Rồi mới ấy. Lấy cũng được cái anh ạ. À? Đấy. Đẹp quá nhỉ. Có Huy, Ngọc Huy. Rất lạ mắt đấy. À, của anh Huy ở dưới Hà Nam. Ờ, thì hôm đấy nếu mà thằng Nỉ này bán thì lấy nó cả cái cây của Nỉ. Vâng, cái trực ạ. Lại có một cái hệ thống tay thứ hai già đấy. Cái này hôm đấy là ai tư vấn cho Mạnh đấy bác? Cây này à? Vâng, hôm có ai tư vấn cho Mạnh không? Đó, mấy anh em xuống anh đấy xem. À đi cùng với Quốc Anh như gì? À thế là có Quốc Anh tư vấn thì chắc là chuẩn quá rồi. Đã ngắm nghía mấy lần rồi. Đã có một cái sư phụ đi cạnh thì quá yên tâm nhỉ. Yeah. Ôi cái này có cái sâu này có cái rêu đẹp thế nhỉ. Cái rêu này bà cấy lâu hay là mới đấy? Mới à, lâu. À cái hệ thống rêu là nó mịn. Đẹp quá. Đúng là cây cảnh là cái cây cổ phải có rêu nhỉ. Nó rêu phong cổ kính đẹp. Này là trườn ác đấy nhỉ. Buổi tối thì cái màu của cây nó sẽ không được lên già các bạn ạ. Nếu nhìn ban ngày thì nó sẽ đỏ cây lắm. Những cây nếu bây giờ chúng ta chỉ nhìn những cái độ nhăn, độ chun của cây thôi.
Cái đây được cái nó cũng thân pháp, hệ thống tay cành cũng lạ dáng đấy. Nói chung đồ bạc quy bạc ký tuyển chọn là toàn đồ chất. Nó có con mắt tinh đời. À, Hải lại vào mắt con này rồi à? Soi đi xong có cái bắt tay đi. Đi cả buổi chiều nay chưa nổ được cái nào, tiền đục túi chật túi quần. Đang về đang lặng túi đó. Mang đi mang về là hơi khó chịu rồi đấy nhỉ. Bây giờ chắc nó hòm hòm, ngày xưa chắc nó chưa được này. À chắc luôn cái hệ thống tay kia nó to lên. 3 năm rồi mà. Ngày xưa nó có gì đâu. Có gì đâu. Về đây là cắt một phát thả mất cái cụt. Con này nhìn còn này... con này còn nhìn còn buồn cười không con của anh. Cái cút này nó lên nó cắt được 3 nhịp mới đã lên quả phúc được mà. Cái này thợ nào cài đá bác? Thành phủ lý. À thành phủ lý, thành đá này. Cả cái cây đằng sau đây à? À đấy. Chúng tất cả cây đấy là toàn thành nó làm. À tưởng là cũng mình thì cây nào cũng thích tí đẻo đá. Ngày xưa mà nhìn ảnh cây này buồn cười lắm. Mọi người mỗi một thích một thợ nhỉ. Chuyên đây là chuyên anh thành đá làm, thành phủ lý. Còn đây có cái dáng siêu đẹp quá nhỉ, nó siêu hoành hoành. Bay coi nhỉ. Tì hưu. Tì hưu à? À. Phiêu coi đẹp đẹp, cái này đẹp. Giống cái con tỉ hưu mình bán. Cái này nó ăn về tổng bóng rồi, kể cả cái tiểu cảnh kỳ đá nhỉ, nó đẹp toàn diện. Mặt phải nó là thế này. Vâng. Đằng trước thì nhìn cây đẹp, đằng sau thì cả cây đẹp. Cả hai cây hai mặt đều đẹp. Đá đẹp. Vâng. Thành đó. Đằng này có để em cái em xử lý lại ở thế này. Nếu nói về độ giả, giả kinh điển. Mặt trước phiêu ghê, méo điệu. Rất là có thần thái như kiểu như bonsai quốc tế. Cái này ngày trước đã mua lại 150 rồi à? Mua 150 4 năm rồi mà. À cái này 4 năm rồi cả. Làm đá mới 20 triệu. Chậu trước 4 năm trời. Thế vừa rồi giao lưu được bao nhiêu bác? Bán là hơn 200. Hơn 200 à? Không hợp lý. Không, cái này là sẽ còn không sau nó hóa, nó lạ coi đấy nhỉ, lạ lố ấy. Khó, nó không có. Vâng, không giống. Ít cái đô trung lập, chơi cái đô này nó sẽ hay đấy. Ngày mai cái mặt tiền của nó phải nằm chiều chiều góc này này. Nó mới khoe cả cái cành bên này này. Còn nếu mình đứng khóc bên kia thì cái cành kia sẽ bị khuất. Mặt sau cũng đẹp. Đấy. Sau. Đứng cái mặt này thì nó khoe toàn bộ cái hai cái tay. À mặt này là có cái hốc tay một nhỉ. Sau cây. Không, viên đá nó phải lấp ló nó mới đẹp chứ. Đứng mặt bên kia viên đá lấp ló đẹp hơn. Mặt bên kia cái viên đá nó lấp ló nó sẽ đẹp hơn bên này. Nhưng mà anh nhìn cái góc ở chỗ này là nhìn được cái cổ ngọn của cái chỗ đằng kia nhìn nó lại rất hay. Thì nó lại thò cái cổ ngọn. Bên này thì nhìn nó hâm hố. Nhưng mặt bên kia nó chơ cái cây thật ra nó mới đẹp. Đấy, bên này nó nộ cái thân pháp chính ra nó mới phê này. Thay đất luôn. Có một anh thế thì cái trực con này nó lắc nó điệu hơn, nó để tốt là này thay đất là phải cắt điện.
càng đo, càng đo nó ra thêm một lần, càng đo càng khỏe. Nó nghĩ là cách dễ nó ổn không, phải cắt thử đo nó mới khỏe. Đấy, nhiều người sẽ sợ mà không cú ấy này. Còn nói là toàn những độ già nhỉ, gai. Cái này nó rất là lạc thân nhé, mà thân nó lu cục, nó chun chảy. Nhưng cái này có giờ có nhiêu tiền không bác Quy nhỉ? 500 à? Đẹp, cái này thần thái. Thần lạc tít, lục lạc. Rồi, bác Sai Linh Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.